Xin chào bà con, em là Mỹ Linh của kênh Tin Cậy. Hôm nay thì Linh sẽ giới thiệu đến bà con mình về cái men vi sinh OM1, vi sinh OM gốc của Tin Cậy nhé, và các cách sử dụng của OM1 trong chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi heo nha. Cái vi sinh OM1 này nó là vi sinh OM gốc nha bà con. Nhiều bà con mình nghĩ OM1 không phải OM gốc, nhưng thực ra nó chính là OM gốc đó bà con. OM1 được sản xuất theo công nghệ vi sinh vật hữu hiệu. Đây là một cái công nghệ sinh học hiện đại được phát minh bởi các nhà khoa học Nhật Bản trong những năm 80 của thế kỷ trước. Hiện nay thì cái công nghệ này đã phát triển rất nhiều. Bà con mình có thể sử dụng men vi sinh OM gốc OM1 trong các lĩnh vực, tất cả các lĩnh vực của đời sống của chúng ta luôn, từ là trồng trọt nè, ủ phân bón hữu cơ vi sinh nè, rồi các cải tạo đất nè, rồi trong sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc gia cầm nè, rồi xử lý nước cho ao nuôi thủy sản, xử lý rác thải và nước thải nữa, rất là nhiều lĩnh vực trong đời sống của chúng ta luôn. Mà hôm nay thì Linh sẽ tập trung giới thiệu cho bà con mình về các ứng dụng của men vi sinh OM1 trong lĩnh vực chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi heo này nha bà con, và các cách ủ thức ăn cho heo bằng chế phẩm vi sinh OM1 nữa. Mời bà con cùng theo dõi với Linh nhé. Nè bà con, đây là hai loại quy cách can vi sinh OM1 của bên Tin Cậy. Đây, can lớn này là 20 lít ha, còn can nhỏ này là can 5 lít. Đây là cái can OM1 20 lít của Tin Cậy nè bà con. Rồi bà con nhìn thấy tên đó nè, chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu OM1 nữa ha. Rồi trên đây là nó có cái ghi cái thông tin của cái sản phẩm nè, cũng như là công dụng nè, hạn sử dụng nè, rồi cách bảo quản rồi nè. Còn bên đây thì Tin Cậy sẽ làm thêm một cái tem phụ để bà con mình biết cái cách điều chế men vi sinh OM thứ cấp và các cách sử dụng của nó ha. Bây giờ thì Linh sẽ khui cho bà con mình xem cái men vi sinh OM1 ở trong cái can này nó như thế nào nha. Trước khi sử dụng vi sinh OM1 này thì bà con mình phải lắc đều lên nha. Tại nhiều khi cái vi sinh nó lắng xuống dưới đáy thì chúng ta lắc đều lên để nó men mình nó đều thì mình sử dụng được sẽ tốt hơn. Bình thường thì ở trên bề mặt của nó sẽ có một cái lớp ván men màu trắng đó nha bà con. Nhưng mà lúc nãy Linh lắc lên rồi thì cái lớp ván men nó mất rồi. Và bây giờ thì Linh sẽ đổ cái men vi sinh OM này ra một cái cốc thủy tinh cho bà con mình nhìn rõ hơn cái màu của cái men vi sinh này ha. Đây nè bà con. Đây nè bà con, đây nè, vi sinh OM1 của Tin Cậy thì nó dạng lỏng ha. Còn thấy nè, nó có màu thì cái màu nó kiểu như màu nâu vàng nha bà con. Còn cái mùi của nó thì nói chung là đặc trưng của mùi men vi sinh thôi, chua ngọt ha. Còn bà con mình thấy cái vi sinh OM1 này thường nó có độ pH là bé hơn 3.5. Nếu mà nó lớn hơn hoặc là bằng 4 luôn á thì vi sinh của mình là sẽ không sử dụng được nha. Và thường thì cái vi sinh mà không sử dụng được á thì bà con mình thấy nó có dấu hiệu là nó không có mùi thơm chua ngọt như vậy, và nó có cái mùi hôi thối, hoặc là cái mùi nó cái men nó chuyển sang màu đen á, nó có nấm mốc á thì bà con đừng nên sử dụng nha. Theo Linh tìm hiểu từ phía nhà sản xuất á thì trong vi sinh OM1 này á thì nó chứa khoảng là 80 loại vi sinh vật khác nhau thuộc 10 chi. Các loại vi sinh vật này thì nó sẽ cùng sinh sống và cộng sinh với nhau trong một cái môi trường, và nó cùng hỗ trợ nhau phát triển để nó giúp phân giải các chất hữu cơ đó bà con. Thì trong cái nhóm vi sinh vật này thì nó sẽ có các nhóm là vi sinh vật quang hợp nè, vi sinh vật cố định đạm nè, vi sinh vật thuộc nhóm lactic nè, rồi nấm men, rồi xạ phẩm vân vân á. Còn về các thành phần để điều chế đó OM1 này theo Linh tìm hiểu thì là sẽ có là các hợp chất hữu cơ nè, mật rỉ đường và nước nè. Nên là OM1 của Tin Cậy thì nó sẽ hoàn toàn không có chứa các chất độc hại và các chất hóa học. Bà con mình có thể yên tâm sử dụng cho vật nuôi và cây trồng của mình ha, nó không gây hại gì cả. Và cũng như bà con đã biết thì vi sinh OM1 thì nó sẽ kỵ với các loại hóa chất, nên là bà con mình cần lưu ý cách ly OM1 với lại các loại hóa chất trong quá trình bảo quản cũng như sử dụng nhé, để tránh làm mất tác dụng của OM1 và chết các loại các chủng vi sinh vật ở trong vi sinh ha, trong vi sinh OM1 ha. Thì vi sinh OM1 là vi sinh OM gốc, nên là nó chứa rất nhiều các chủng vi sinh, và đặc biệt là các chủng vi sinh vật có lợi cho cái quá trình chăn nuôi cũng như là giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa cho vật nuôi của mình nè, giúp vật nuôi của chúng ta là vừa tăng sức đề kháng mà lại vừa ổn định đường tiêu hóa nữa. Từ đó thì cái vật nuôi của mình nó sẽ ăn khỏe hơn, ăn ngon miệng hơn, ăn được nhiều hơn, và giúp vật nuôi của chúng ta lớn nhanh hơn nữa, và tăng sức đề kháng cho vật nuôi nè, giúp giảm bệnh tật, từ đó giúp tiết kiệm chi phí phân thuốc cho bà con nữa đó. Và để sử dụng men vi sinh OM1 cho heo uống hoặc là ủ thức ăn cho heo thì bà con mình phải ủ men vi sinh ra thành OM thứ cấp là OM2 đó bà con. Về cái cách ủ thì ở trên nhãn của cái men vi sinh OM1 này Tin Cậy cũng đã có hướng dẫn cho bà con rồi nè. Chúng ta chỉ cần là 1 lít OM1 nè,
1 lít mật rỉ đường nè, với lại 18 lít nước. Ba cái thứ này bà con mình cho vào thùng ủ, chúng ta trộn đều lên rồi mình đậy nắp lại ha, để kiểu như là mình tránh các loại côn trùng hay là nước mưa hay là các loại vi sinh vật gây tạp nhiễm ở ngoài nó xâm nhập vô cái men của chúng ta. Thì bà con đậy kín là như vậy là khoảng 7 đến 10 ngày là chúng ta sẽ thu được 20 lít OM2 đó bà con. Thường thường là theo công thức thì ủ khoảng 7 đến 10 ngày, nhưng mà khoảng từ 5 đến 6 ngày thì bà con mình thấy ở trên cái lớp men vi sinh OM2 á, nó cũng sẽ có một cái lớp ván men màu trắng, cái mùi nó chua ngọt, nó có hiện tượng sủi tim, sủi bọt trắng lên đó bà con, là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Về vi sinh OM2 á, thì bà con mình sử dụng càng sớm càng tốt nha, hoặc là chúng ta có thể bảo quản trong 1 tháng và ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp nha bà con. Tại vì nắng nó nóng á, nó chiếu vô cái vi sinh mình á, thì nó sẽ gây chết các con vi sinh vật ở trong đây. Bà con mình chỉ nên ủ ra men vi sinh thứ cấp là vi sinh OM2 thôi nha. Chúng ta không lấy vi sinh OM2 để ủ ra thêm vi sinh OM3, vì như vậy thì men vi sinh của mình sẽ dễ bị nhiễm tạp khuẩn và nó sẽ bị hư, không có thể sử dụng được nha bà con. Đầu tiên sẽ là cách ủ thức ăn chăn nuôi bằng men vi sinh OM2, OM thứ cấp nha bà con. Hiện nay thì Linh thấy là bà con mình để giảm thiểu chi phí thức ăn trong chăn nuôi, bà con mình thường sử dụng là cám gạo nè, bã đậu nè, hoặc là các loại rau củ không bán được, chúng ta có thể tận dụng để mình cho heo mình ăn ha. Trong đó thì Linh thấy là bã đậu là được nhiều bà con mình tận dụng nhiều nhất. Hồi sáng này nè, Linh có xin được chị Hiền chủ nhà chỉ cho Linh một ít bã đậu với lại men vi sinh OM2 á. Hôm nay Linh sẽ ủ thử cho bà con mình xem nha. Đây nè bà con, đây là cái bã đậu hồi sáng này chị mới lấy từ đò đậu hũ về nè. Thì cái bã đậu này á, nó là một cái phần xác bột còn lại sau khi mà người ta là xay đậu, nấu sữa đậu nành hoặc là đậu hũ á, nó sẽ còn cái phần xác này còn lại. Mua thì cũng rất là rẻ ha bà con, từ 1.000 đến 2.000 một ký à. Mình có thể cho đem về mình ủ với men vi sinh nơi em á, rồi mình bảo quản mình cho heo ăn trong thời gian dài cũng được ha. Bây giờ thì Linh sẽ ủ cho bà con mình xem nha. Thường cái tỷ lệ mà để ủ bã đậu á, thì chúng ta sẽ sử dụng là 100 kg bã đậu á, thì chúng ta sẽ ủ theo tỷ lệ là dưới 20 lít men vi sinh OM2 ha. Chị Hiền hồi sáng chị cho Linh cái bịch này á, thì nó khoảng là 5 kg. Bây giờ Linh sẽ ủ với 1 lít OM2 nha. Hồi nãy Linh có mượn chị Hiền được một bình vi sinh OM2 ứ cấp nè, chị ủ được nay được cũng khoảng được 10 ngày rồi nè, mình có thể sử dụng được rồi. Hồi nãy Linh đi trong quá trình đem cái bình nó ra đây thì cái lớp ván trắng ở trên men nó cũng tan rồi nha bà con. Giờ Linh sẽ đông ra trước 1 lít vi sinh OM2, chúng ta ủ với lại 5 kg bã đậu nha. Rồi bây giờ thì cho bã đậu vào thùng trước. Chúng ta sẽ cho theo từng lớp nha bà con. Cứ một lớp bã đậu rồi một lớp men vậy đó. Vậy cho cái men nó thấm đều với bã đậu hơn, mình đỡ phải mất công trộn. Đây nè bà con thấy không, bã đậu là mình phải chọn loại bã đậu mới này nha. Hồi sáng này cái bã đậu này là sáng này chị Hiền mới đi lấy từ cái lò đậu hũ về luôn á. Bã đậu mới nè, trắng sạch nè ha, không có bị nấm mốc, cũng không có bị cái mùi hôi ha. Như vậy thì vật nuôi của mình nó sẽ thích ăn hơn, nó có cái vị béo á, cái vị béo, cái mùi thơm á, thì vật nuôi của mình nó sẽ thích ăn hơn. Đặc biệt là con heo nó rất thích ăn, nó không có cái nấm mốc á, thì nó sẽ không có gây bệnh cho vật nuôi của mình ha. Bây giờ mình đổ một lớp đậu rồi mình đổ một lớp men lên. Mình trộn lên cho nó đều ha. Tại ở đây Linh đổ mà cái cốc này á, nó hơi không có được đều cho lắm. Nhưng như nếu bà con mình đổ đều rồi á, thì mình không khỏi cần trộn lại cũng được. Thêm một lớp bã đậu nữa. Rồi, một lớp men nữa. Rồi cứ như vậy thì bà con mình cứ trộn đều ha, một lớp men, một lớp bã đậu. Cái khi hết nó đầy thùng ủ thì thôi, thì mình đậy nắp lại và mình ủ ha. Thì cái bã đậu này nè bà con, mình ủ khoảng 1 ngày thôi là nó sẽ bắt đầu nó có cái mùi thơm rồi, mùi men chua ngọt á, là mình có thể sử dụng được rồi đó bà con, mình có thể đem cho heo ăn được rồi. Còn bã đậu đã ủ xong á thì chúng ta có thể bảo quản được 2 đến 3 tháng nha. Mà tốt nhất thì mình nên cho heo ăn càng sớm càng tốt ha, thì để lâu á nó chỉ có mùi chua, nó heo nó sẽ chê á.
cái nguồn dinh dưỡng từ bã đậu này thì nó cũng rất là tốt rồi, nhưng mà để bổ sung đạm giúp heo của mình phát triển tốt hơn thì bà con mình cũng có thể bổ sung các loại đạm mà tự ủ, như là đạm cá nè, rồi đạm từ ruồi lính đen nữa, để giúp cho heo của mình nó được phát triển nhanh hơn, nó mau lớn hơn nữa. Hoặc là bà con mình có thể xem lại các video trước, Linh có hướng dẫn cái cách ủ men vi sinh OM tỏi từ men vi sinh OM AG, bà con cũng có thể sử dụng men vi sinh OM 1 này để chúng ta ủ men vi sinh OM tỏi luôn ha, để cho heo mình nó uống hoặc là trộn vào thức ăn nó cũng sẽ giúp tăng sức đề kháng cho heo, giúp heo kháng bệnh tốt hơn đó bà con. Bây giờ thì chúng ta sẽ đẩy cái thùng này lại, và một ngày sau thì khi mà bã đậu nó có mùi men chua ngọt thì mình có thể đem ra cho heo ăn rồi. Để cái cách mà cho heo uống nước với men vi sinh thứ cấp thì bà con mình có thể sử dụng là 1 lít vi sinh OM2 này, chúng ta pha theo tỷ lệ là với 1.000 lít nước cho heo nó uống hàng ngày nha bà con. Như vậy thì nó sẽ giúp heo là bổ sung thêm các hệ vi sinh vật có lợi vào cái hệ tiêu hóa của heo này, giúp heo tiêu hóa tốt hơn nè, tránh các bệnh đường ruột nữa, rồi hấp thụ cái chất dinh dưỡng tốt hơn, giúp heo mình mau lớn nè, kháng bệnh tốt hơn nữa nha bà con. Ngoài ra thì khi mà heo lớn rồi khoảng từ 60 đến 80 kg thì bà con mình có thể là bổ sung thêm vào nước uống cho heo là cái vitamin C để giúp cho heo là mát gan nè, nó tránh bị cái tình trạng tăng động nó chạy lung tung rồi nó cắn đuôi nhau thì nó gây tổn hại cho đàn heo của mình ha. Về xử lý nước thải cho chuồng trại thì bà con mình có thể cho trực tiếp OM2 vào bể nước thải theo tỷ lệ là 1 lít OM2 với khoảng là 50 hoặc là 100 lít nước thải để cho nó ngăn cái mùi hôi và xử lý cái nước thải đó. Hoặc là bà con mình có thể pha là 1 lít OM2 với lại 50 lít nước sạch đó, chúng ta phun xung quanh chuồng trại nè, xung quanh rồi để mình giúp là diệt khử mùi hôi cho cái chuồng trại của mình và giúp là giảm bớt cái vi khuẩn gây hại trong chuồng nữa. Hoặc là bà con mình muốn làm điểm lót sinh học thì chúng ta có thể sử dụng các nguyên liệu như là trấu nè, hoặc là mùn cưa, bà con mình rải lên nền chuồng ha. Sau đó chúng ta pha OM2 với tỷ lệ là 1/50 lít nước sạch ha. Chúng ta xịt ở cho nó thấm đều trong cái lớp trấu và mùn cưa đó đó. Rồi từ đó thì các vi sinh vật này nó sẽ giúp là phân hủy các chất thải hoặc là nước tiểu hàng ngày của vật nuôi của chúng ta, giúp chúng ta hạn chế được cái mùi hôi chuồng trại nè. Đồng thời thì nó sẽ giúp bà con mình đỡ cái công mà chúng ta dọn dẹp hàng ngày nữa. Khi mà thấy cái nền điểm lót này nó bị khô thì bà con mình cứ bổ sung thêm vi sinh OM2 vào như cũ ha. Rồi đến khi mà nó đạt một cái độ dày nhất định thì bà con mình có thể dọn chuồng và chúng ta làm lại từ đầu cái điểm lót sinh học này ha. Bà con thấy không, vi sinh OM được sử dụng trong tất cả các khâu của quá trình chăn nuôi heo luôn đó bà con, từ cho ăn nè, cho uống nè, đó là vệ sinh chuồng trại nè, khử mùi hôi nè, và thậm chí là bà con mình có thể sử dụng OM để chúng ta ủ phân heo làm phân bón cho cây trồng luôn đó bà con. Rất là nhiều các ứng dụng trong các lĩnh vực luôn. Những chia sẻ vừa rồi về cách sử dụng men vi sinh OM trong chăn nuôi heo hy vọng là sẽ giúp ích được cho bà con mình trong cái quá trình chăn nuôi nhé. Bà con mình có câu hỏi gì thì cứ để lại bên dưới phần bình luận, công ty tin cậy sẽ trả lời cho mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bà con trong các video tiếp theo.